thầy. Dạ thầy, dạ xin chào tất cả quý vị khán giả. Thì đã xin chào Quỳnh Sang. Thì hôm nay gặp lại Quỳnh Sang thì xin cho để hỏi thì gần đây sư huynh và ở trên cộng đồng mạng cũng xôn xao về một nhà sư danh hiệu là Thích Minh Tuệ. Thì không biết phải ngài là phải là một Bồ Tát thì hiện xuống đây không, mà để thấy dạo gần đây rất là nhiều người kính trọng ngài, người ta nhiều người xá và nhiều người quỳ lại nó sư huynh. Mong sư huynh chia sẻ cho đại cũng như bà con trên cộng đồng được nghe chung. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và lễ kính thầy gia hộ con. Thì kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác anh chị em gần xa kính mến. Vừa qua có đồng đạo hỏi qua sư Minh Tuệ thời gian gần đây trên cộng đồng mạng bằng luận xôn xao, và để có hỏi là sư Minh Tuệ có phải là Bồ Tát thị hiện hay không, mà thời kỳ có nhiều người ta kính mến, có người gặp là xá, có người người ta lại nữa. Thì đây là cái lời bình luận của trong trên mạng xã hội bây giờ, người ta rất là xôn xao về cái sự sư Minh Tuệ. Thì theo cái hiểu của tôi đó, thì cái việc người cái nếu mà tùy theo duyên, nếu mà người nào có duyên với sư Minh Tuệ đó thì người ta kính mến, có thể là ca tụng Phật Bồ Tát thì đó là bình thường, đó là cái người có duyên. Tại vì thầy nói duyên lành võ được khùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần, đàn ta giống thì không dây vô duyên. Không biết là thầy nói xa chính đức thầy cũng vậy, nếu người nào có duyên lành đó thì như là ta hết sức là kính thầy. Có người là thầy không cho lại mà người ta vẫn lại, nhưng mà thầy nói cũng có số người ta không thích. Thầy nói người nghe đạo lý thì mê, cái lại nhúng trời nó là kiếm cơm. Rồi thầy nói kêu thằng hay gọi rằng ông cũng không có muốn ai không hồng tôn ti. Có nghĩa là mặt bá tánh khen chơi cũng phải. Thì đây là Đức Thầy biết ở thế gian nó có hai mặt, lúc nào cũng có đủ duyên thì khen, còn không có đủ duyên thì chơi, đó là bình thường. Thì sư Minh Tuệ, sự nhận xét của tôi thì cái người nào đủ duyên với sư Minh Tuệ đó thì người ta ca tụng sư Minh Tuệ là một vị Bồ Tát, một vị siêu phàm, một vị thánh nhân gì đó, thì đó là bình thường, đó là cái duyên lành của người ta. Còn nhưng mà cũng không phải là cố định là ai cũng mến hết, nhà cũng có số người thì người ta không có đủ duyên thì người ta cũng có thể là ta nói là đây là cũng việc bình thường thế này kia, đó là tùy duyên. Nhưng mà phần nhận xét của tôi thì dựa vào lý của tổ thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ thì ngài có tiết lộ rất là nhiều. Đức Thầy nói là đời quân hạ nhiều người hung dữ nên xảy ra lắm sự tai ương. Đức Di Đà xem thấy xót thương sai chư Phật xuống miền dương thế. Đó là lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ nói là Đức Di Đà là sai chư Phật xuống đông lắm. Cho nên đây là cô bác mình là tìm hiểu nghe. Cho nên những người nào thầy nói là làm chân chánh là tiên là Phật. Đây là các bác mình kinh nghiệm lời của Đức Thầy nói. Rồi các bác mình coi sư Minh Tuệ là người như thế nào, các bác mình kinh nghiệm theo. Thầy nói là làm chân chánh là tiên là Phật, còn làm gian ác là quỷ là ma. Đây là lời của Đức Thầy nhắc chúng tôi. Xin nhắc lại lời của Thầy nói, chúng tôi xin nhắc lại. Thì như vậy là Đức Thầy đã nói là các chư Phật kỳ này xuống đông lắm. A Di Đà kỳ này là cùng chư Bồ Tát quyết tam pháp lành, tịnh bình dưới khắp chúng sanh, làm cho giác ngộ hiền lành như ta. Kỳ này Đức Di Đà ngài, Đức Thầy cho biết là A Di Đà nhìn xem khắp cõi đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Cho nên là kỳ này Đức Phật A Di Đà có duyên lành, có duyên rất là lớn chúng sanh trong cái buổi hạ nguyên này. Tại vì là Đức Phật có tiết lộ một đoạn như thế này:
là vì đâu khắp cả gần xa chúng sanh thường niệm Di Đà nhiều hơn Phật rằng có tám muôn dư pháp, pháp Di Đà phù hợp tính căn, dễ tu, dễ chứng, dễ hành, cho nên hiện tại chúng sanh niệm nhiều, đó là điềm tàn tiêu cõi hạ, duyên ta cùng với chúng đã mùi, tới chừng trời đất tối thui thì ta hiện đến để độ người thành tâm. Thì đây là hôm nay Đức Phật Di Đà rất có duyên lành trong chúng sanh trong buổi hạ nguyên này, ai ai cũng đều trở về niệm Nam Mô Di Đà Phật hết. Thì cái đây là đúng là cái lời của Đức Phật các ngài đã tuyên tri. Thì nhắc lại là sư Minh Tệ là có người hỏi là có phải là bậc ở trên thì hiện xuống để hoằng pháp lợi sanh hay không. Thì sao chúng tôi nhắc lại lời của Đức Thầy đó, thì Đức Thầy nói là kỳ này là Đức A Di Đà đã xem thấy xót thương đời quân hạ nhiều người hung dữ. Hiện giờ là tại vì tất cả thế giới bây giờ đó là họ quá tài nhiều cái người hung dữ, mà Thầy cho biết là khắp thế giới binh lương cụ túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sanh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Thì như vậy là đời quân hạ này có nhiều người hung dữ, họ đem quân qua đánh chiếm nước này chiếm nước kia, làm cho máu đổ đầu rơi, chồng cha vợ con xa cha, để huynh ly tán, cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát sớm giềng khổ dữ a, nhà không kẻ ở ôi nói trước, nếu chẳng tin lời gặp thiết tha, lời xưa di tích rõ việc này, ai muốn mất phàm gặp rồng mây, hãy ráng nghe lời ta mất trước, không nhìn đạo đức phải khơi thay. Thì như vậy là lúc này là Đức Thầy nói là đời quân hạ quá nhiều người hung dữ rồi, vì quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Thầy nói liếc nhìn thế giới can qua, ngàn muôn binh tướng xô ra chiến trường, dốc lòng tranh bá đồ vương, đeo câu danh lợi mà lấp đường nghĩa nhân, chỉ cần cái gì của quyền lợi của họ mà họ không có cởi, ai chết sống mặc ai, nghĩa là ai khốn cùng để mặt đất trời xây. Cho nên là vì vậy cho nên cho cái buổi hạ nguyên này lời của Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết là quá nhiều người hung dữ, cho nên động lòng từ bi bác ái của chư Phật và tổ thầy, cho nên là thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ não. Như vậy là thấy cái cảnh khổ của chúng sanh, Phật chư Phật không nở, cho nên là thấy biển khổ đau an lòng đặng, sông thuyền ra cứu vớt sanh linh, miễn cho bá tánh dạng mình hết tất cơn bệnh tật, hết tinh đạo tà, cuối nhà nước ma ha mát mẻ, xin Phật ban cho kẻ khác lòng, chim khôn thì uống nước trong, người khôn mau sớm rửa lòng bận nhơ. Vậy là trong cái buổi hạ nguyên này có nhiều quá nhiều hung dữ con người, vì tham lam tội lỗi quá nhiều, là rằng bên thế giới ta bà chúng sanh tàn sát cũng là vì tham. Di Đà mở cuộc hội đàm cùng chư Bồ Tát quyết tam pháp lành, cho nên kỳ này Đức Phật A Di Đà mới sai chư Phật xuống miền dương thế. Kỳ này chư Đức Di Đà xem thấy xót thương sai chư Phật xuống miền dương thế. Mà hôm nay có đồng đạo hỏi là sư Minh Tệ gần đây có nhiều người kính mến cái hạnh đầu đà của ngài, là hết nhất là có người kính mến, mà cái hạnh đầu đà của ngài ít ai mà làm được. Vậy là ngài có phải là bậc ở trên xuống để thể hiện để trợ pháp hay không? Thì cô bác mình thấy thì chúng tôi là nhắc lại lời của Đức Thầy là lúc trong cái buổi hạ nguyên này có người nhiều người tội ác, nhiều người hung ác, cho nên động lòng từ bi của chư Phật và tổ thầy quyết cứu người dùng đạo phổ thông Đức Phật Di Đà mới sai chư Phật xuống miền dương thế. Còn ông Sanh Thủy có tiết lộ một đoạn như thế này: các Bồ Tát cũng không ngơi nghỉ, khắp đó đây hiển thị đạo màu, dùng nhiều phương tiện khác nhau. Cho nên biết đâu ông này cũng là ở trên Bồ Tát là thể hiện xuống, dùng nhiều phương tiện khác nhau dạy cho bá tánh rõ câu bí quyền, chúng sanh quá mỏng duyên với Phật nên cửa thiền cứ mãi gian xa, nên cửa thiền cứ mãi gian ra, thiên đường lâu ấy còn xa, còn đàn địa ngục ngày qua thêm gần, mến thân chẳng làm thân trường cũ, vì thân mà hồn ngủ giãn niên, đành cam chịu khổ triền miên, thế mà cũng vẫn còn ghiền trần dằn gian. Nay cửa Phật mở toan ra cả, nay cửa Phật mở toan ra cả, tiếng chuông lành dục giả mỗi ngày, dầu người có lắm mê sai cũng bừng tỉnh đến để học bài quy y. Thời mặt pháp là kỳ đại xá, luật tu hành chẳng khó như xưa, tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đón đưa rước về, người sẽ có liên quê đỡ gót,
lại còn thêm lỏng phép che thân. Lần này là dịp thoát trần, không tu thì chẳng còn lần nào tu. Sớm giải kiếp phàm phu nhục xác, sớm làm thân Bồ Tát an nhàn. Muốn tu có Phật dẫn đàn, như qua sông được có thoàn cời bên. Hôm nay là mình phát tâm tu mà có được Phật dẫn đường thì việc này là quá quý cái quý bác đồng đạo. Thì trở lại thì chúng tôi nhắc của lời thiên các ngài đã cho biết là kỳ này trong cái buổi hạ nguyên này chúng sanh quá nhiều đau khổ, kiếp sống giống vô thường, và trong cái buổi hạ nguyên này con người thầy nói là nhân ngặt nổi, gặp đời hỗn độn, câu quân thần phụ tử rã rời, phiên tu hành hao sức tổn hơi, chẳng hời mở miệng ra than trách, hãy bỏ dứt tấm lòng kêu cách. Các con lành khác chọn ngay đường, tuy thân thầy lướt cuộc gió sương, mà thỏ chí tan bồng hồ thủy. Cho nên trong cái buổi hạ nguyên này con người quá đau khổ, kiếp sống vô thường, mà đa số là đời này quá nhiều người hung dữ, nhiều người gây tội lỗi, cho nên lòng từ bi của chư Phật là tổ thầy thương quá sức, nên ta bệnh rịnh quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc, sáu chân thầy tớ giả giàu, quyết lòng truyền bá đạo màu mà thôi. Bồng lai điên dại có ngôi Tây phương cực lạc, khùng ngồi tò sen cảnh thiên trước thơm tho, nồng nặc nghe chẳng ở yên nghe còn xuống ở phàm trần. Ai vì thương trăm họ giảng dân, nên chẳng kể tâm thân lao khổ. Dạ quê vô phiên người tỉnh ngộ, dạ bán buôn thức giấc người đời. Rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dân xứ nhiều người kiêu ngạo. Xuống mượn xác nhầm năm kỷ mão, buồn sớm làng cứ ghét điên khùng. Nếu trẻ già ai biết thì dùng, chẳng có ép có nài ba tanh. Thì trở lại câu hỏi của đồng đạo hỏi là sư Minh Tệ, là có phải là bậc ở trên xuống thì hiện để trợ pháp hay không? Thì chúng tôi nhắc lời có thầy đó là trong cái buổi hạ nguyên này là Đức Di Đà sai, không phải là một ít người, mà kỳ này tại vì chúng sanh đông trong cái buổi hạ nguyên này quá. Thầy cho biết là Thiên Tào Đà xác định khắp chúng sanh trong cái buổi, khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi hạ nguyên này say mê dật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả lực trời đà. Chỉ tội xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chơn tiên lâm phàm độ thế. Trong đó đông lắm các bác, kỳ này các bậc ở trên xuống đông lắm, các Bồ Tát cũng không ngơi nghỉ khắp đó đây hiển thị đạo màu. Thì cô bác mình thấy như vậy là Đức Thầy đã nói là trong cái buổi hạ nguyên này là gì? Say mê dật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả lực trời đà. Chỉ tội xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chơn tiên lâm phàm độ thế. Cho nên là lúc này là cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam, sao sẽ có Phật tiên tại thế. Như vậy là biết đâu sư Minh Tệ là cũng là một vị thánh nhân, một vị là tu là hiển đạo, một vị nào tu phát huệ để đến cõi ta bà này, để đến đây để giúp cứu giúp chúng sanh, đã để mà trợ pháp tiếp cho thầy, hay là tiếp cho trước Phật Tổ Di Đà, hay là Phật Tổ Thích Ca. Tại vì là các Bồ Tát, các chư Bồ Tát nào cũng vậy hết, có bổn phận khi mà Phật xuống nơi nào thì các chư Bồ Tát sẽ thị hiện tới đó để trợ pháp tiếp Phật Tổ Như Lai. Thì là Đức Thầy nói là, thì trở lại là cô bác mình thấy là sư Minh Tệ là có cái hạnh tu đầu đà rất là đáng kính.
Tại cái việc đây là cái nhận xét của mình nha, còn cái sự mà bình luận ở trong cộng đồng mạng thì cái người có duyên thì ta đã nói khác, còn người không có duyên thì ta nói đây là việc bình thường, thì việc đó là không có trách ai được. Thế tùy theo duyên. Tôi vấn đề hỏi tu hành đầu đà là sao quên? À, tu cái hạnh đầu đà là hạnh hành khổ hạnh đó, gọi là hạnh hành khổ hạnh đó. Thì cái hạnh đầu đà thì cái xưa Đức Phật cái xưa đó là ngài đã tu cái hạnh đầu đà, với trong khi Đức Phật đã đắc đạo rồi thì có 10 vị đại đệ tử, là trong đó có ông Mahakajip là hạnh đầu đà đặc biệt đó nha. Tại vì cái hạnh đầu đà của Đức Phật đó là khi xưa đó là Đức Thầy có nhắc lại là tiếc gì không đức, tiếc chi tiền Phật thánh xưa kia sách giảng biên. Đây là Đức, bây giờ mình nói cái hạnh Đức Phật trước ha, và đầu tới nói ha, Ma Ca Diếp. Đức Phật khi xưa là Đức Thầy hôm nay có nhắc đó, tiếc gì không đức, tiếc chư tiền Phật thánh xưa kia sách giảng biên, bác ái xả thân tầm đạo chánh, độ người lao khổ dạ không phiền, mình vàng thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước phế liền, xem đó hỏi người mau lập chí tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Cho nên là Đức Thái tử khi xưa là một vị đông cung thái tử, phú hữu thứ hải, vợ đẹp con ngoan, lầu già khắc tía, mà ngài đã quán xét là những cái tứ khổ, những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử đều đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là khắp cả nhân loại không thiếu sót một ai. Người ơi, sớm tách cõi ta bà, trẻ tuổi rồi đây cũng đến già, rồi thái tử sẽ ta quán xét, rồi đây mình cũng là, tuy là hôm nay là thân thái tử là mạnh, nhưng mà rồi đây cũng sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết như bao nhiêu người. Cho nên là thái tử viết xuất gia tầm chân lý, là Đức Thầy có nhắc lại là Đức Phật Thích Ca cái xưa là xuất gia tầm chân lý, là khi đó khi mà xuất gia đó thì Đức Phật là tâu với Phụ Vương là cho con xuất gia tầm chân lý. Thì ông Phụ Vương, vua cha, ông nói con ơi, tu đâu cho bằng tu nhà thờ phượng sông đường lễ bái Phật gia, con nở nào cải lệnh của cha, cha đau khổ Phật trời nào chứng chiếu, huống chi tuổi hạt cha đã già ương yếu, bao nhiêu triệu dân lành đang chiếu mến nơi con. Con ham chi cảnh núi non để cho cha phải mỏi mòn trong đợi. Nhưng mà Đức Thầy có nhắc một đoạn là lòng thái tử quyết theo ý muốn, thừa đêm khuya lén trốn vào rừng, lìa cha già vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá sông pha bờ bụi, ngày thở ấy nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì, trải bao phen lao khổ xiết chi sao ngài đến rạch ni liên thiền, thấy thấy cổ qua cảnh bắt tham thiền, ngồi khổ hạnh. Đây là nói hạnh đầu đà nha. Đức Phật là hạnh đầu đà trước đó, rồi sau này mới tới Mahakajip. Đó là ngồi khổ hạnh 6 năm bên thấy Đức Phật, đó là một vị thái đông cung thái tử mà đi ngồi thiền. Là cô bác là thấy Đức Phật ít có ngủ lắm, cái chữ khổ hạnh này Đức ít có ngủ, mà không có cái nơi ngủ như là niệm ấm chăn im mình bây giờ nghe. Đức Phật ngủ ngồi ngủ rồi đa số ở gốc cây, ngủ ngồi không à, đa số là ngủ ngồi. Đức Phật cái xưa là đa số ngủ ngồi. Vậy là tới Mahakajip sau này cũng vậy đó, cái hạnh Mahakajip cũng đặc biệt lắm, đầu đà đó, hạnh đầu đà là mà 10 vị đệ tử là cái hạnh khổ hạnh đặc biệt nhất là Mahakajip. Nhưng mà chắc không có thời gian cỡ, nhưng mà cỡ sơ qua. Thì bắt đầu ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, đạo gần đất ma dương theo phấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn, và lần bước phô trương độ chúng. Cái khổ hạnh của Đức Phật là ăn là không có đâu thức ăn đâu như mình bây giờ đâu. Đức Phật cái xưa là đi, là thầy cho biết là non tuyết sang rú rừng thăm mê thầm mê đêm thân phàm tầm đào xíu xanh, đến ngày nay còn rạng lấy danh khắp bốn biển dân lành sùng bái. Cho nên là một vị đông cung thái tử phú hữu thứ hại có hết tất cả cái gì mà thái tử Sạc Ta không có đâu, mà lại bỏ hết trơn lên cái niết cái non tiết trú rừng thâm thẳm để đem thân phàm ngồi khổ hạnh. Ngồi khổ hạnh thái tử lúc đó là Đức Phật là còn, cái thái tử Sạc Ta là còn da bọc xương. Cho nên là
ăn không có thức ăn, uống cũng không có nước uống, mà ngủ thì ngủ gốc cây này gốc cây kia chứ đâu ngủ niệm ấm chân nghiêm như mình bây giờ. Cho nên nói về cái khổ hạnh của Đức Phật, mình nhắc tới là cảm động vô cùng khó kiếm. Mà hôm nay ông Linh Sĩ cũng có nhắc là: con ơi hãy nhớ khuyên sanh chúng Phật Thích Ca xưa cùng là người quyết tâm lánh bỏ tệ đời, đem thân sanh tử đổi nơi niết bàn, dứt bỏ cả ngai vàng điện ngọc, hy sinh luôn vợ đẹp con cưng, một lòng hành đạo xả thân, việc chi cũng bỏ chỉ cần từ bi, thương sanh chúng việc chi chẳng quản, tìm đạo màu tánh mạng xem thường, nhờ lòng đầy đủ nghị cương, Thích Ca đắc đạo văn dương khắp trần, tu một thở cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn vớt mẹ cha, thuyền to một chiếc sắm ra, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Dẫu Phật Tổ đã ghi rõ lắm, chớn chúng sanh cần bấm đi theo. Muốn tu đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật chớ nên đeo lòng tà. Như vậy là các ngài có nhắc nhở là: con ơi hãy nhớ khuyên sanh chúng Phật Thích Ca xưa cũng là người, Thái tử Sĩ Đạt Ta khi xưa, Đức Phật khi xưa còn một vị Đông Cung Thái tử là cũng là con người mang thân tứ đại như bao nhiêu người khác. Phật Thích Ca xưa cũng là người, nhưng mà quyết tâm lánh bỏ tệ đời, tại vì ngài quán xét rằng cái cõi ta bà này là đau khổ, mang cái thân tứ đại này là đất nước gió lửa, rồi đây cũng sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết như bao nhiêu người ở thế gian vậy. Cho nên là ngài đã quyết tâm lánh bỏ tệ đời, đem thân sanh tử bỏ đổi nơi niết bàn, dứt bỏ cả ngai vàng điện ngọc, hy sinh luôn vợ đẹp con cưng, một lòng hành đạo xả thân, việc chi cũng bỏ chỉ cần từ bi. Thì như vậy là thương sanh chúng việc chi chẳng quản, tìm đạo màu tánh mạng xem thường, nhờ lòng đầy đủ nghị cương, Thích Ca đắc đạo văn dương khắp trần. Như vậy là dấu Phật Tổ đã ghi rõ lắm, chơn chúng sanh cần bấm đi theo. Như vậy là thầy hôm nay cho biết là đạo vô vi của Phật Ân Cần, nói theo chí Thích Ca ngày trước, câu phú quý ngài không màng ước, chữ bồ đề như cõi bá tòng ráng dưỡng nuôi, chữ đó trong lòng thì là được định chừng dự quả. Hôm nay Đức Thầy có nhắc lại là Đức Phật là quy y, là quy đạo Phật, là nương nhờ cửa Phật, làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta phải làm theo cách nấy. Phật tu cách nào, đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì, chánh đáng thì khá văn lời. Như vậy là hôm nay Đức Thầy kêu chúng ta là quy thì khá hành y, giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Phật từ thiện cách nào, Phật tu cách nào, đắc đạo, quý cô bác đồng đạo. Đây là lời của Đức Thầy dạy, là Phật tu cách nào, đắc đạo rồi dạy ta. Thì như vậy là Đức Phật đã bỏ hết tất cả, việc chi cũng bỏ, chỉ cần từ bi. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chúng, trong một nước nhân tài hữu dụng, kẻ tu hành đa phước thì nên, quyết trao thân tánh hạnh cho bền, niềm ơn nghĩa toan đền rước nợ.
Ao sen báo Tây phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Thì hôm nay thầy kêu chúng ta là quy y thì khá hành y. Phật từ thiện cách nào ta phải làm theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dâng lời. Thì hôm nay Đức Thầy có cho biết là rừng lâm Phật thích thỏa xưa kia, non tuyết rèn ra bát chánh kìa, phổ quá dân lành trong khắp chúng, hoàng cầu bốn biển khắp danh bia. Thì hôm nay Đức Phật là một người để đi tìm ra cái đạo vàng. Đức Phật Thích Ca là một người đại diện cho Phật giáo để tìm ra cánh đạo vàng. Mà hôm nay Đức Thầy có cho biết là có một điều già trẻ ăn cần là phải biết nguyên nhân Phật giáo hồi thế kỷ khoảng trong thứ sáu trước kỷ nguyên Tây lịch thời xưa, Pháp giáo chưa biệt lập Tam Thừa, thở Trung Quốc nhà Châu Chiêu Đế. Như vậy là chúng ta biết nguyên nhân Phật giáo là Đức Phật xả thân đi tầm chân lý, là hôm nay đã có được cái chánh pháp để mà dạy chúng ta, là đó là con đường bát chánh đạo. Rừng lâm Phật thích thở xưa kia, non tiếc rèn ra bát chánh kìa. Hôm nay Đức Thầy phiên chúng ta là Đức Phật là tu cách nào, Phật tu đắc nào, đắc nào rồi dạy ta, ta phải làm đắc cách nấy. Thì Đức Phật có thuyết về trong phần chuyển pháp luân lần đầu tiên, Đức Phật thuyết pháp cho năm anh em truyền Nhật Kiều Trần Như nghe, là chuyển pháp luân là cái bài pháp tứ diệu đế lần đầu tiên. Thì hôm nay Đức Thầy có diễn tả trong quyển tư, trong cái văn vần là Đức Thầy nói là chữ tập đời nay đà mở cửa, để đem vào khuôn khổ người hiền. Ráng cực lòng một bước đầu tiên, sau sẽ được làm nên Phật Thánh. Về thượng giới cõi tiên mới bảnh, đến diệt đời trừ vật dũng xưa. Cõi hồng trần các việc mến ưa, sự giả tạm ta nên dứt bỏ. Muốn tâm tánh ngày kia sáng tỏ, thì khổ đời phải chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật tổ ngài đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thấy một đàn thẳng bẩn mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Mùi đạo diệu chúng dân ráng kiếm, trễ thời kỳ khó gặp đặng ta. Rồi hành luôn bát nhẫn mới là thì, muôn việc điều an bá tới. Thì Đức Phật khi xưa chuyển pháp luân lần đầu tiên độ năm anh em Kiều Trần Như tại giường Lộc Quyển là pháp tứ đế đầu tiên, là tứ diệu đế là bốn pháp để ra khỏi con đường sanh tử. Thì trong bốn pháp tứ diệu đế đó là có bát chánh đạo, quý của bát đồng đạo. Mà hôm nay Đức Thầy dạy trong cái quyển tư một đoạn ngắn đó là có đầy đủ pháp tứ diệu đế và bát chánh đạo. Và Thầy cũng kêu chúng ta là phải hành luôn bát nhẫn mới là thì muôn việc điều an bá tế. Chữ thứ nhất, nhẫn năng sự thế là người hiền khó kiếm trong đời. Lập thân danh từng trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Chữ nhẫn giá trì tâm trong trẻo, phiên thế trần giữ phận làm đầu. Nhẫn hương lăng cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới đều hòa ý hỷ. Nhẫn phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận sướng tùy chồng vợ nhịn nhau. Nhịn sớm chòm cô bác mới cao, nhẫn tâm nọ ngày ngày an lạc. Nhịn tất cả những người tuổi tác, nhẫn tánh lành yên tịnh dài lâu. Giữ một lòng hiền hậu mới màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Chữ nhẫn đức kể ra luôn thể thì trong đời vạn sự bình an. Chữ nhẫn thành báo quý hiển giang, khắp bá tánh được câu hòa nhã. Câu đạo đức bay mùi thơm lạ, muốn nếm thì phải ráng chu tầm. Như vậy là cái câu đạo đức là bay mùi hết sức là thơm lạ. Mà cái người muốn nếm được cái mùi thơm lạ này thì Thầy kêu chúng ta phải ráng sưu tầm. Thì cái con đường Phật dạy là cái con đường bát nhẫn đó, là Thầy chúng tôi vừa đọc qua, chúng ta được hành được pháp nhẫn, pháp
hành được bát nhẫn của thầy rồi thì chúng ta trên đường đạo mới có thể tiến đạo, chúng ta mới có thể thành công đắc đạo. Phật từ thiện cách nào ta phải làm theo cách nấy, Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta phải làm theo cách nấy. Mà chúng ta nhẫn được mới thành đạo, mà chúng ta nhẫn được thì mới có thể có đức. Tại vì là trong giáo lý thầy là thầy phiên chúng ta là phước đức quý hơn bạc vàng. Những người bạc ác giàu sang ít gì, chi bằng ăn ở nhu mì. Nghe lời Phật Thánh kính gì người trên, hiếu chung lòng chớ dội quên. Sớm lo trọn đạo thác lên tiên đài, Nam mô miệng niệm hằng ngày. Lánh lời vua Mỹ học rài kệ kinh, trao tâm luyện tánh cho minh. Chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn. Như vậy là thầy phiên chúng ta là phải người tu là phải cần có đức có phước. Người có phước có đức thì giàu cho bạc vàng ở thế gian không có sánh bằng. Tại vì ở bạc vàng ở thế gian giàu cho của báo muôn xe cũng không thoát được búa đe tử thần. Giàu cho mình là có bạc tiền đầy dương tràn tủ, cuộc trần này chưa đủ con ơi. Nếu mà quý cô bác mà có được đầy cuộc vàng bạc đầy dương tràn tủ, mà nếu mà biết tu thì đem vàng bạc này để bố thí giúp đời trong cái lúc chúng sanh đang nguy kịch trong cái buổi hạ nguyên này. Tại vì là đời nguyên hạ quá nhiều đau khổ, tại vì trời đà sắp đặt ly kỳ, tới ngày trả quả ầm mì biết bao trời. Cơ trời khiến cho dạng khổ, ách nước nào có kém chi, bên nào cũng có đủ, bên nào cũng đủ cánh di. Một cơn cắn mổ còn gì lá lông. Từ khi bệnh dịch tới bây giờ là có bác mình thấy biết bao nhiêu người khổ, tất cả nhân loại bây giờ là biết bao nhiêu người đang đói khổ, nhất là những cái nơi thế giới đang bị chiến tranh. Hiện giờ là những cái nơi nào mà có chiến tranh là nơi đó là sẽ bị có một cái nạn đói khủng khiếp, và cái nạn bằng ăn không được, cái nạn đói khát, nhà không kẻ ở. Ôi nói trước nếu chẳng tin lời gặp thiết tha. Như vậy là lúc này nếu mà ai có, thầy nói là phiên người có của tiền dư hải mau làm phước dành tư làm gì, sau nay nhiều chuyện dị kỳ kể sao cho xiết. Vậy thì dân ơi, hay là phiên những kẻ giàu sang có của, hãy mở lòng thương xót dân nghèo. Cảnh vinh hoa lại quá treo leo, nhà giàu có sao nhiều tai ách. Như vậy là thầy phiên chúng ta là nhìn xem kẻ khó tạo tầng, rộng tâm sang sớt rất lần với nhau. Nghèo thời cũng ráng cháo rau, chớ đừng gian xảo thì sao thanh nhàn. Lúc này mà mình ai mà có, thầy nói là muốn cho rắn nặng quá cừu, xả thân làm phước diêm phù vượt qua. Để sao đến lúc phong ba, gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, chúng sanh còn có lập thân họ này. Có một hội này ráng lập thân, nếu để trễ trầy rèn chẳng kịp. Phía ngay phía sớm ráng chuyên cần, cho nên là chỉ có con đường mình trở lại. Nếu ai có của tiền dư thì mình là có cơ hội này chúng ta lo tu phước. Còn chứ cái của cái cảnh ở thế gian đều là không có gì tồn tại hết. Hiện giờ Đức Thầy Ngài cho biết là hoàn cầu trái đất chuyển xây, gớm ghê cho chúng phơi thay muôn ngàn. Ngày nay đạo đức chẳng màng, rồi sao dẫu có tiền ngàn khó mua. Biển sông lặn lội hơn thua, tự thân tạo lấy mà mua cái sầu. Trong cái buổi hạ nguyên này chúng sanh quá nhiều đau khổ, mình phải có cái lòng từ bi thương người và mến vật. Mình ráng cố gắng giúp đỡ cho người, mình ráng cố gắng bố thí giúp đỡ cho người, để chúng ta có được cái phước cái đức. Thì chỉ có cái phước đức sau này nó mới quý hơn bạc vàng, chứ cái ngày sau này rồi là không có gì còn hết tất cả. Tại vì là đời này giành giật làm chi, đến việc ly kỳ cũng thả trôi xong. Như vậy là trong giáo lý của Đức Thầy dạy chúng ta hết nhất là nhiều chỗ, và cái kêu chúng ta phải ráng tích đức tích phước. Trong cái lúc này là thời kỳ chiến loạn can qua giặc giả, thầy kêu chúng ta phải chỉ còn con đường tích phước đức tích phước để chờ thầy. Đức Thầy Ngài cho biết lầm tháng khói lửa với binh đao, âu á lung tung nhuộm máu
đạo. Ba tánh sai xưa mùi phú quý, sau này sẽ vướng cảnh độ lao. Như vậy là thầy đã nói là hiện giờ thế giới đang bi ai, lúc này là thế giới, là thầy cho biết là cơn này thế giới lắm phong ba, lừa lọc con tiên diệt quỷ tà, phố có cao đàn phân kẻ bảo, cho người lương thiện khỏi sông pha. Như vậy là lúc này là thế giới đang lắm phong ba, thế giới đang chiến tranh loạn lạc, hết sức là đau khổ, lầm than khó lửa với binh đao, âu quá lung tung nhuộm máu đào, bá tánh sai xưa mùi phú quý, sau này sẽ vướng cảnh đồ lao. Cho nên thầy mới khuyên chúng ta là đồ lao muôn lanh sớm nghe ta, bồ thí trì chay giữ giới mạng, Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thuyền chuyên chở lúc can qua. Thì như vậy là lúc này là thế giới đang can qua giặc giả khổ, Đức Thầy phi chúng ta là phải ráng quán là chỉ có con đường lo trở lại, cái con đường lo tu hồng trần cảnh khổ xiết bao, phiên trong lê thứ bước vào đường tu. Như vậy là cái cảnh tu mà thầy kêu là phải tích đức tích phước mới còn, phước đức mới quý hơn bạc vàng. Những người bạc ác giàu sang ít gì chi bằng ăn ở nhu mì, nghe lời Phật thánh kính gì về trên. Như vậy là muốn có phước có đức thì cô bác chúng ta phát tâm ăn chay cũng có phước, cúng lại hai thời, thầy nói là sớm chiều bình đẳng chớ lơi thường hành. Như vậy nhớ lời đừng sai, sớm với chiều quán chí nguyện cầu thì sẽ được tòa trương giữa cưới. Ăn chay cũng có phước, cúng lại cũng có phước, niệm Phật cũng có phước, làm lành cũng có phước, giữ giới cũng có phước. Giữ giới lực của Phật giáo hảo là tám rặng cấm, thầy nói khi đã coi giảng hãy tự xét mình, sửa sang những thứ thật xấu mình làm lỗi thì dứt bỏ, và giữ điều răng cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu cờ bạc ác phiện, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường. Thì chúng ta giữ giới cũng có phước, và ăn chay cũng có phước, niệm Phật cũng có phước, làm lành cũng có phước. Thì lúc này là thầy dặn chúng ta là phải ráo gắng là ráng trì tâm, tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hai ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, phiên chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước lúc này, và cô bác cùng chúng tôi phải ráng trở về pháp môn niệm Phật sáu chữ. Đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc, đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, thức cũng tưởng A Di, ngủ cũng ghi sáu chữ, nói cũng nhớ Nam Mô, nín cũng ơn Phật sự, cực lạc muốn giảng sanh cứ y hành dư thử. Niệm Phật lúc nào cũng niệm luôn, nằm ngồi đi đứng niệm không buông, lúc chưa thần thục còn sao động, khi đã rành quen hết rối cuồng, đứt đoạn buổi đầu đừng thối chuyển, nói liền phút cuối sẽ tròn vuông, giàu thiền giàu tịnh giàu muôn pháp tự chủ, được tâm ấy ác cội nguồn. Còn mình muốn tránh khỏi cái cảnh máu đào tuôn rơi này thì thầy dạy chúng ta là phải ráng cố gắng là trần gian khó lửa với binh đao, trần gian có sửa với đao binh, chư Phật sớm bài phép hiển linh, cứu khổ Nam Mô vô lượng phước, diệt nàng tu rị hữu thiên kinh, sống sao dương thế nhiều cay đắng, gió cuốn trần gian nổi bất bình. Cho nên là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là được vô lượng phước đó. Thầy dạy với cô bác chữ Nam Mô dẹp được lòng sầu, sao thấy được nhà tiên cửa thánh. Cho nên niệm chữ A Di dẹp lòng sầu, ráng trì kinh kệ hoặc mau lâu, cũng có ngày kia ta giải thoát, giải thoát thì ta rõ đạo màu. Lúc này là lúc chúng ta phải trở về cái
pháp môn niệm Phật chẳng ra cho nó kịp lúc trong cái thời kỳ, trong buổi hạ quân nhiều chiến loạn, nhiều đau khổ này quý cô bác và đồng đạo. Tại vì là cái người niệm Phật sau này sẽ vô trong ngày đại hội Long Hoa, cái người niệm Phật sau này sẽ được phò chân Chúa. Tại vì Đức Thầy nói là Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, lại dựa gần bệ ngọc Long Sa, coi chư quốc tranh giành châu báu. Diêm Phù chơn Chúa chọn người tu, hành phạt kẻ ác hung chốn ngục tù, tiếp nghinh những kẻ lòng nhân đức, hỏi bớ dương trần hải ráng tu. Kỳ này ráng tu, cô bác mà đang ăn chay cũng có phước, cúng lại cũng có phước, giữ giới cũng có phước, làm lành cũng có phước, mà nhất là niệm Phật, là pháp môn Nam Mô Đà Phật sáu chữ như đứng nằm ngồi. Tại vì niệm Phật đâu tốn tiền xu mà sao thoát khỏi ao tù thế gian, nghĩ suy cho dạng sự đời, tu là cõi phúc của người trần gian. Dầu cho các bậc giàu sang, chữ tu chẳng khó như thoàn nước vô, lấy giang hùng mà dựng cơ đồ, không bằng lấy đức Nam Mô sẽ thành. Cho nên là mình dựng cơ đồ bằng cái gì, tất cả vật chất của cải như thế nào, rồi đây chúng ta cũng nhắm mắt chỉ nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước khởi còn. Đến nơi thẩm khoáng cửa son diêm đài, phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thẩm thơi, chừng ấy biết chỉnh ghê ăn năn chẳng kịp, khó bời tính toan. Ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dại khôn luân hồi. Thấy đời khó nổi yên ngồi, thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao, nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau sẽ tường. Vậy là mình ráng cố gắng trao đức hạnh, thì muốn có đức thì phải ráng nghe lời thầy dạy của thầy, chúng ta phải hành bát nhẫn, và chúng ta phải ráng có cái tâm lành để thương người mến vật, giúp đuôi cùi bố thí đồng xu, ấy là phước đức công phu để dành để trở lại cái vũ đời của để hỏi là sư Minh Tệ. Hiện giờ là bao cái cộng đồng mạng xôn xao bình luận, là có người thì tán thán ca tụng ngài là một vị bề trên xuống để mà thể hiện để trợ pháp. Thì theo cái hiểu của tôi thì cái sự khổ hạnh của sư Minh Tệ đời này, theo cái đời này đó, là khó kiếm được cái hạnh đó lắm, hạnh đầu đà. Mà hạnh đầu đà của cái hạnh đầu đà này là khi xưa chỉ có Đức Phật với Ma Ca Diếp. Đặc biệt có hai vị này là hạnh đầu đà đặc biệt nhất, một là Đức Phật, hai là Ma Ca Diếp. Hạnh đầu đà là ăn ngủ, ngủ thì cũng ngồi, mà ăn thì ăn rất ít, mà ở gốc cây này kia nọ khổ hạnh, hết sức là khổ hạnh. Mà đời này là có xuất hiện một sư Minh Tệ là đi thì đi chân không, phải không? Mà đi qua chân không, mà trời nắng này cô bác mình thấy đi chân không, cô bác thấy tưởng mường tượng đối với ai, chứ tôi đi chân không ra ngoài đường nhựa ha, trong vòng đi chừng vài bước là rồi coi như là cái giò nó muốn phỏng rồi. Nhưng mà sư là hạnh, cái hạnh khổ hạnh là đi chân không, trải qua hết chức thời gian dài đi chân không, và nghe nói là ăn cũng cực khổ, và ngủ là thường ngủ ngồi. Như vậy là cái khổ hạnh của sư Minh Tệ hết sức là hiếm hoi trong cái đời kỳ này. Bây giờ mà nhà sư đi đến đâu là dân bà con đó sư huynh người ta bu lại là mấy chục người á, đi tới đâu là bu lại người ta nghe sư giảng đạo á. Thì đó là cái duyên lành của giống như là tại chúng ta tôi có nói đó là các ngài đã có chơi Đức Thầy rồi, được cho biết là các ngài ở chơi Đức Phật ở Di Đà, vì thấy chúng sanh trong buổi hạ quân này là thấy chúng sanh là nhiều cái cảnh khổ và nhiều người hung dữ, nên mới xảy ra lắm sự tai ương. Mình thấy bây giờ biết bao nhiêu sự tai ương không, nào hiện giờ chiến tranh giặc giã loạn lạc khổ thế gian, cho nên Đức Di Đà mới xem thấy rất thương, sai chư Phật xuống miền dương thế. Như vậy là khi mà các bậc ở trên xuống đó thì lúc nào cũng có duyên chúng sanh, mà cái người ở trên xuống đó thì cái đức hạnh mình thấy là dòm một dòm qua cái nét thôi, chỉ cần mình dòm qua cái nét thôi là mình cũng có thể là phân biệt người đó được bao nhiêu phần trăm. Thì mình thấy cái nét hạnh của sư đó thì mình thấy là cũng có cái hạnh thế gian cũng là hy hữu lắm, hiếm có. Thì cái sự nhận xét của tôi là cái đời này mà nói mà đi chân không ở ngoài đường nhựa đó là trời nắng này đó là việc đó khó, với hai nữa là ngủ ngồi này kia khổ hạnh đó, thì đời này nói chung là hy hữu hiếm có, không xài tiền xài bạc gì. Cái đời này là cũng hiếm có, không xài tiền nhà bạc là cái phần cũng hơi đặc biệt. Thì cái phần sự nhận xét của chúng tôi đến đây cũng xin kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.